Những tưởng sau khi tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn phản ánh trong bài báo đăng ngày 7 tháng 1 năm 2019, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, bài 1, người dân khốn khổ vì sống chung với khí thải độc hại từ trạm trộn bê tông của công ty Nam Hồng. Và ngày 30 tháng 1 năm 2019, bài viết, Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn đang bao che cho công ty Nam Hồng hoạt động trái phép, bất chấp pháp luật. Về hoạt động sản xuất bê tông asphalt, bê tông thương phẩm của công ty Nam Hồng gây ô nhiễm môi trường nhiều năm, khiến người dân vô cùng bức xúc, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn sẽ vào cuộc kiểm tra và xử phạt thích đáng. Nhưng làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, phóng viên thật bất ngờ khi không có bất kỳ quyết định xử phạt nào được ban hành. Để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn và các phòng ban chuyên môn trong công tác thanh kiểm tra xử lý công ty Nam Hồng hoạt động gây ô nhiễm môi trường, theo tìm hiểu của phóng viên, công ty Nam Hồng hoạt động tại nút giao cầu vượt Đại Đình, phường Đình Bảng từ năm 2007 đến nay, nhưng không có bất kỳ thủ tục pháp lý gì về bảo vệ môi trường. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn cho biết. Phòng phối hợp với công an môi trường tỉnh đến nay thì vẫn chưa có kết quả. Còn về phía động thái của ủy ban thì có yêu cầu công ty Nam Hồng là di chuyển cái trạm trộn bê tông. Đi đâu thì chỗ nào có đủ điều kiện để đặt thì hướng đặt. Đấy, tinh thần ủy ban chỉ đạo anh em như vậy. Bọn em có sớm ngày xuống cùng với công an môi trường tỉnh yêu cầu tất cả các ngành về lấy mẫu, tiến hành xử lý. Và đến trước Tết, trước khi sau em có cái loạt bài như vậy, thì đến nay thì cũng chưa lấy kết quả của cái buổi lấy mẫu đấy. Cái quy hoạch thì đương nhiên là không. Ở đấy đó là cái đà, cái đường dẫn ra của cái từ đây ra cái đường cao tốc. Thị xã cũng kiểm tra và có kết luận. Nhưng mà sau khi công an môi trường về và quan điểm của ủy ban, mà sau khi các anh đăng bài, quan điểm của ủy ban thì yêu cầu là ông cũng di rời. Tập kết phế liệu, sản xuất gạch không nung. Em sẽ có cái văn bản kiểm tra sau đó kết quả sẽ báo trao đổi với bên anh. Cái đấy mà em có xuống kiểm tra là không nóng được. Em sẽ cho kiểm tra lại. Chủ tịch thì cũng không có ra để chuẩn bị trước tài liệu làm việc với anh. Thành ra là nhiều cái bây giờ cán bộ người ta để tài liệu cũng không tìm được. Không ra quyết định xử phạt mà yêu cầu di rời. Với cách làm việc thiếu trách nhiệm như vậy, phải chăng phòng chuyên môn và lực lượng chức năng thị xã Từ Sơn chưa làm hết trách nhiệm trong công tác thanh tra kiểm tra đơn vị này? Có hay không, sự tạo điều kiện, ưu ái của Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn cho công ty Nam Hồng hoạt động bất chấp pháp luật đã quá rõ ràng. Nếu không có sự tạo điều kiện, nâng đỡ, thì sao công ty có thể thoát khỏi xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện luật bảo vệ môi trường? Việc Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn không ban hành quyết định xử phạt mà đã yêu cầu công ty di rời đi nơi khác đã đúng quy trình. Cũng trong buổi làm việc, ông Hoàng Bá Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn thừa nhận. Trong ngày có bài báo đăng tải, chúng tôi đã làm việc và yêu cầu công ty Nam Hồng thực hiện việc di rời sau khi tỉnh tạo xong hai cái dự án mà phục vụ cho công việc ở trên đảo Bình Hải này. Đấy, bây giờ đã khai chưa xong, tôi yêu cầu là Nam Hồng phải di rời và chúng tôi đã có văn bản ngày 10 tháng 1 2019 yêu cầu công ty Nam Hồng di rời. Đây giờ bây giờ là văn bản tại văn bản 30 ngày 30/3/2017 văn tỉnh có đồng ý cho liên quan công ty Nam Hồng là nó phải trả đây. Tức là liên quan đến đây là chất mà liên quan đến công việc là tạo. Còn về mặt quy định thì không ai cung cấp vào đây. Tôi đã được tổng thể với Nam Hồng với cổ đi rồi, trong đó có liên quan đến trạm bê tông thương phẩm, trạm bê tông nhựa cũng như các thứ đấy là chẳng hạn hết. Về công tác thì trong đấy không có sự gì cả. Còn là liên quan đảm bảo an toàn lao động của quốc gia. Với cái quan điểm của chúng tôi, cái phản ánh ô nhiễm mà đúng thật ra là ô nhiễm, chúng ta phải thẳng thắn nhận ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà nó phục vụ liên quan đến việc phát triển cái sở địa phương, đầu tư sở địa phương rõ ràng là giai đoạn thì tôi yêu cầu thì rằng như vậy tôi cũng phải chịu. Đây là quan điểm sản của tôi. Quan điểm tôi là làm sao là công bây giờ để giải quyết được sở địa quan, một là an toàn giao thông, hai là quan đến ô nhiễm môi trường thì để bảo sản. Đấy, người dân kiểm nghị, người anh báo, tôi bằng báo chí phản ánh. Liên quan đến việc sở chính thì cũng cảm ơn đây. Tài nguyên nhân dân lại nhé. Vậy trước những thông tin loạt bài và video clip mà môi trường.net.vn phản ánh, thị xã Từ Sơn có nắm bắt được hay không, có kiểm tra hay không? Hoạt động suốt hơn 11 năm, vi phạm luật bảo vệ môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng,
mà Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn không ra quyết định xử phạt lần nào. Phải chăng chính sự thờ ơ, buông lỏng quản lý của chính quyền thị xã Từ Sơn khiến công ty Nam Hồng nhờn luật? Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng liên quan đến đâu? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.